chào các em. Cô tên Nguyễn Thị Ngọc Thư, là giáo viên lịch sử đang công tác tại trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân, quận Tân Phú. Cô rất vui khi đồng hành cùng các em trong chương trình lịch sử lớp 9. Để buổi học đạt hiệu quả, các em cần chuẩn bị cho cô các tài liệu và dụng cụ sau. Đầu tiên là sách giáo khoa lịch sử lớp 9. Các em có thể dùng sách giáo khoa điện tử, vở ghi bài, dụng cụ học tập như bút, thước. Và trong quá trình học, khi cô đưa ra các câu hỏi, các em bấm nút pause trên màn hình để tạm dừng, suy nghĩ và trả lời. Sau khi thực hiện xong yêu cầu thì bấm nút play để theo dõi tiếp và so sánh với câu trả lời của cô. Những chỗ nào các em chưa hiểu có thể bấm xem lại để theo dõi kỹ hơn. Các em lưu ý, biểu tượng cây bút là học sinh ghi bài. Trước khi bước vào bài mới, cô và các em cùng lắng nghe bài hát sau và cho cô biết tên tổ chức được nhắc đến trong bài hát là gì và em biết gì về tổ chức trên. Chúng ta cùng theo dõi. Tên tổ chức được nhắc đến trong bài hát vừa rồi là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan, gồm 5 nước. Mục tiêu là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Hiện nay, tính đến tháng 10 năm 2021, ASEAN gồm 10 nước. Và các em quan sát hình ảnh sau, nói lên điều gì? Đúng rồi các em, ngày 28 tháng 7 năm 1995, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 28 diễn ra ở thủ đô Begagan của Brunei. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, ghi dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam. Trong 26 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp nổi bật cho cộng đồng ASEAN. Và năm 2020 vừa qua, Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN đã chèo lái vững vàng con thuyền ASEAN vượt qua những khó khăn và trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của ASEAN. Và các em theo dõi hình sau và cho cô biết đây là châu lục nào. Đúng rồi, đó là châu Phi. Châu Phi là một lục địa rộng lớn, từ sau chiến tranh thế giới thứ hai dân số đông, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giành độc lập của các dân tộc châu Phi diễn ra mạnh mẽ. Để hiểu rõ cuộc đấu tranh của nhân dân các nước châu Phi diễn ra như thế nào, chúng ta cùng học bài 6, các nước châu Phi. Cô mời các em ở sách giáo khoa lịch sử lớp 9 trang 26. Và trọng tâm bài học hôm nay gồm có hai nội dung. Một là mã tình hình chung, các em sẽ tìm hiểu những nét chính về châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai. Và các em sẽ xác định trên lược đồ một số nước tiêu biểu trong quá trình đấu tranh giành độc lập. Phần 2 là mã Cộng hòa Nam Phi, các em sẽ tìm hiểu những nội dung về cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid và tìm hiểu thêm về cuộc đời và hoạt động của Nelson Mandela. Và ngoài kiến thức, mục tiêu các em cần phải đạt được thì bài học này sẽ giúp cho các em có thêm năng lực tự học, giải quyết vấn đề. Và qua bài học thì các em sẽ thêm yêu quê hương đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta. Và với tất cả ý nghĩa trên, cô và các em sẽ cùng vào bài học nhé. Các em hãy chú ý quan sát lược đồ châu Phi và tìm hiểu đôi nét về vị trí địa lý lãnh thổ của châu Phi nhé. Châu Phi nằm ở đâu trên trái đất của chúng ta nhỉ?
Châu Phi nằm ở phía Nam châu Âu và phía Tây Nam châu Á, có diện tích hơn 30 triệu km2, đứng thứ 3 thế giới. Năm 2016, dân số Châu Phi là hơn 1 tỷ 2 người, sinh sống ở 57 quốc gia. Châu Phi nằm trên trục đường giao thông quốc tế từ Đông sang Tây, là cầu nối của ba lục địa châu Á, châu Âu và châu Mỹ, nối liền Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Châu Phi được bao bọc bởi biển và đại dương, có nhiều tài nguyên khoáng sản và nông sản. Và các em quan sát hình phân chia khu vực Châu Phi sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các em sẽ thấy trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, Châu Phi là thuộc địa của các đế quốc thực dân phương Tây, nhiều nhất là của Pháp, Anh, sau đó là thuộc địa của Bỉ, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Và sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân đòi độc lập diễn ra sôi nổi ở Châu Phi. Và phong trào nổ ra sớm nhất đó là ở khu vực Bắc Phi, gồm những nước Ai Cập, Libya, Algeria và Maroc. Vì sao vậy các em? Vì Bắc Phi có trình độ phát triển hơn các vùng khác trong lục địa. Và đầu tiên là cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Ai Cập. Ngày 3 tháng 7 năm 1952, những sĩ quan yêu nước do đại tá Nasser chỉ huy nổi dậy làm cuộc binh biến lật đổ vương triều Farouk và nền thống trị của thực dân Anh tồn tại lâu đời ở nước Ai Cập. Và đến ngày 18 tháng 6 năm 1953 thì nước Cộng hòa Ai Cập tuyên bố độc lập. Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam năm 1954 đã cổ vũ thúc đẩy sự nổi dậy của nhân dân các nước thuộc địa Pháp ở Bắc Phi. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh của Algeria nổ ra vào tháng 1 năm 1954. Và điều đó đã buộc Pháp phải ký hiệp định công nhận cho Algeria. Và năm 1960 gọi là năm Châu Phi vì có 17 nước tuyên bố độc lập. Các em hãy quan sát và xác định một số nước giành độc lập năm 1960 trên bản đồ. Và các em có thể tìm hiểu tên 17 nước của Châu Phi giành độc lập ở cuối sách giáo khoa trang 185 phần sự kiện chính. Và từ năm 1960 trở đi thì phong trào giải phóng dân tộc lên cao rộng khắp mọi miền của Châu Phi. Vậy thì em có nhận xét gì về hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc ở Châu Phi? Đúng rồi, đó, hệ thống là thuộc địa của các nước đế quốc lần lượt tan rã. Các dân tộc Châu Phi đã giành được độc lập chủ quyền. Và sau khi giành được độc lập, các nước Châu Phi tiến hành công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội và thu được nhiều thành tích. Những khó khăn của Châu Phi gặp hiện nay là gì? Cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp. Châu Phi hiện nay luôn trong tình thế bất ổn. Nhìn hình các em sẽ thấy những cuộc xung đột nội chiến hiện nay đang diễn ra tại Darfur, Sudan và Somalia. Ngoài ra, thì Liên Hiệp Quốc xếp 32 trong 57 nước Châu Phi vào nhóm những nước nghèo nhất thế giới. 1/4 dân số Châu Phi thuộc diện đói ăn kinh niên. Và nhìn vào hình các em cũng thấy được một đứa bé sắp chết. Bên cạnh đó là một con kền kền, loài chim ăn xác chết, đang chờ đợi. Và bức ảnh được chụp mang thông điệp của một tác giả phản ánh đến nạn đói khủng khiếp đang hoành hành ở Sudan. Và theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, thì tỷ lệ người nghèo ở Châu Phi đã giảm từ 56% năm 1990 xuống còn 43% vào năm 2012. Tuy nhiên, do sự gia tăng dân số không kiểm soát, nên số lượng người nghèo lại càng tăng. Việc xóa đói giảm nghèo đã diễn ra rất chậm ở các quốc gia nghèo nhất. Và bên cạnh đó thì Châu Phi còn đang trong tình trạng thiếu nước uống và lương thực. Ngoài ra, những năm gần đây thì nợ nước ngoài của Châu Phi mỗi năm tăng lên 15%. Và từ năm 1988, tổng số nợ là 230 tỷ đô la. Và Châu Phi được xem là lục địa vay nợ nặng nề nhất thế giới hiện nay. Và nước được xem là vay nợ nhiều nhất đó là Mauritania 69%, Liberia là 63%. Và Châu Phi còn được xem là tỷ lệ mù chữ cao nhất thế giới, khi Guinea tỷ lệ là 70%, Senegal là 68%, Mauritania là 69%. Và Châu Phi còn có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới, Rwanda là 5,2%, Angola, Nigeria, Mali là 5,1%. Trong khi đó thì tỷ lệ gia tăng dân số này của Việt Nam chúng ta là chỉ có 1,1%.
Thái Lan là 0,3% và Lào là 1,4%. Ngoài ra thì châu Phi còn được xem là lục địa có những người bị mắc HIV cao nhất trên thế giới. Khi theo thống kê, tỷ lệ châu Phi thì có 120.000 người phụ nữ nhiễm HIV trên tổng số là 150.000 người phụ nữ trên thế giới nhiễm. Và đây là một con số rất là cao. Quan sát hình các em sẽ thấy đây là nạn nhân của bệnh bạch tạng. Và những nạn nhân này sẽ bị xã hội cô lập và sống ở một khu biệt lập riêng. Và bên cạnh đó thì châu Phi còn đang bị rất là nhiều những dịch bệnh hoành hành. Và tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng ảnh hưởng lớn đến châu Phi. So với các khu vực khác trên thế giới thì tỷ lệ tiêm chủng ở châu Phi, nơi có 1,3 tỷ dân, đang ở mức rất là thấp. Và thế giới đã chia sẻ về giúp đỡ châu Phi. Châu Phi đang rất là khó khăn trong việc tiếp cận vaccine và thế giới đã giúp đỡ châu Phi, và hiện nay châu Phi đã đạt được những kết quả khả quan trong cuộc chiến chống Covid như hiện nay. Cũng theo hệ thống tiêm chủng VNVC, dịch Covid-19 còn ảnh hưởng đến tất cả lĩnh vực và mọi tầng lớp của người Việt Nam, và người dân Việt Nam đang cố gắng chung tay thực hiện các biện pháp 5K kết hợp tiêm vaccine của Bộ Y tế. Hy vọng trong thời gian tới, thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm soát được dịch và cuộc sống của mọi người sẽ dần ổn định trở lại và cô trò chúng ta lại được đến trường học tập. Và những năm gần đây, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các nước châu Phi đã tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết các xung đột, khắc phục những khó khăn về kinh tế xã hội và thành lập Tổ chức Liên minh châu Phi, gọi tắt là AU. Và tổ chức này có trụ sở chính của Liên minh châu Phi là ở Ethiopia. Tổ chức gồm có 53 nước thành viên các quốc gia châu Phi. Nam Phi gia nhập năm 2004. Quốc gia duy nhất tại châu Phi không phải là thành viên đó là Maroc, và nước này đã rút tên khỏi Tổ chức Thống nhất châu Phi vào năm 1984. Và đây là một số hình ảnh hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi. Và hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi AU lần thứ 33 được tổ chức tại Ethiopia ngày 9 tháng 2 năm 2020 với chủ đề ngưng tiếng súng. Và hội nghị lần này đã xây dựng các biện pháp giải quyết một loạt các điểm nóng xung đột của châu lục. Và hiện nay, Việt Nam chúng ta cũng có những cái chính sách ngoại giao rất quan trọng đối với các nước châu Phi, ví dụ như Ai Cập, như Angola, và trong mọi lĩnh vực ví dụ như nông nghiệp và thủy sản. Ngoài ra thì Việt Nam cũng đã giúp đỡ các nước châu Phi như là hướng dẫn người dân trồng lúa, trồng trọt, chăm sóc sức khỏe y tế, và mới nhất là hỗ trợ vật tư y tế cho Nigeria trong công cuộc chống dịch Covid-19. Và cả thế giới đang cùng chung tay giúp đỡ châu Phi để châu Phi vượt qua tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Và đây là nội dung ghi bài phần 1 La Mã tình hình chung. Các em nhìn và các em ghi vào trong tập cho cô. Các em vừa tìm hiểu xong tình hình các nước châu Phi sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trong 57 quốc gia châu Phi thì Cộng hòa Nam Phi là một quốc gia nổi bật về tinh thần đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc. Để hiểu rõ, cô và các em sẽ tìm hiểu qua phần 2 La Mã Cộng hòa Nam Phi. 2 La Mã Cộng hòa Nam Phi. Và các em quan sát lượt đồ sẽ thấy đây là khu vực của Cộng hòa Nam Phi. Vậy thì em biết gì về Cộng hòa Nam Phi? Cộng hòa Nam Phi là một quốc gia ở cực nam châu Phi, tiếp giáp với các nước Namibia, Botswana, Mozambique. Phía tây nam thì giáp với Đại Tây Dương và phía đông nam thì giáp với Ấn Độ Dương. Lịch sử của Nam Phi bắt đầu với các nhà hàng hải châu Âu đầu tiên đi vòng quanh Cape bằng đường biển, là nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Diaz năm 1488, và ông đã khám phá ra mũi Hảo Vọng. Người châu Âu đã nhập cư từ rất sớm vào đây. Ngay sau khi người Hà Lan lập công ty Đông Ấn tại Cape Town năm 1652. Và chính vì vậy, năm 1662 thì thực dân Hà Lan đã có mặt ở vùng đất Nam Phi và xâm lược vùng đất này
và Hà Lan lập ra xứ thuộc địa khác ở Nam Phi. Và năm 1795 thì người Anh đã giành quyền kiểm soát mũi Hảo Phòng. Và vùng đất này bắt đầu có sự nhập cư của người Anh. Sự phát hiện kim cương và vàng đã thúc đẩy phát triển kinh tế và làn sóng của người nhập cư. Cuối cùng, người Anh với quân số vượt trội, chiến thuật hiện đại và đã giành chiến thắng. Và đầu thế kỷ 19 thì Anh đã chiếm Nam Phi. Năm 1910, Liên bang Nam Phi thành lập trong khối Liên hiệp Anh. Và năm 1961 thì Liên bang Nam Phi rút khỏi khối Liên hiệp Anh và tuyên bố là nước Cộng hòa Nam Phi. Và từ năm 1961 cho đến nay thì Cộng hòa Nam Phi là một quốc gia độc lập. Là một quốc gia độc lập thì Cộng hòa Nam Phi có huy hiệu riêng của mình và có quốc kỳ riêng của mình. Và diện tích của Cộng hòa Nam Phi là 1.219.912 km2 với dân số là 49.991.300 người tính đến năm 2010. Và người da trắng của Nam Phi chiếm 13,6%, người da đen chiếm 75,2%, người da màu chiếm 11,2%. Và kéo dài hơn 3 thế kỷ, từ năm 1662, khi người Hà Lan tới đây, thì chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid đã thống trị cực kỳ tàn bạo đối với người da đen và da màu ở Nam Phi. Và để hiểu rõ hơn chế độ Apartheid, xem những người da đen, da màu sống ra sao, cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã diễn ra như thế nào. Cô và các em cùng theo dõi đoạn phim sau. Thời kỳ đó, Nam Phi chìm trong chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid hà khắc. Apartheid trong tiếng Hà Lan nghĩa là tách biệt, dùng để chỉ hệ thống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi giữa thiểu số người da trắng và phần đông người da đen trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Chế độ này trở thành chính sách phát triển chính thức của Nam Phi từ năm 1948 khi đảng quốc gia lên nắm quyền. Kể từ năm đó, hàng loạt đạo luật Apartheid ra đời. Theo những đạo luật này, người da đen không được kinh doanh hay hành nghề ở những khu vực dành riêng cho người da trắng trừ khi có phép. Các cơ sở giao thông và dân sự đều được phân chia rõ ràng. Hồ bơi công cộng, cầu đi bộ, chỗ đỗ xe, sân vườn, công viên, nhà vệ sinh công cộng, rạp chiếu phim, tất cả đều có biển chỉ dẫn dành cho người da đen hoặc chỉ dành cho người da trắng. Không chỉ trong hoạt động xã hội, người da đen còn bị phân biệt đối xử và kỳ thị trong các hoạt động kinh tế và chính trị. Người da đen bị ngăn cấm thành lập các liên đoàn thương mại và phải ở trong các khu nhà tập trung ổ chuột nghèo nàn, bị kiểm soát ngặt nghèo trong các ngành khai mỏ, nông trại, nhà máy ở Nam Phi. Chứng kiến cảnh bất công đó, Mandela sớm trở thành một người hoạt động tích cực trong phong trào chống chủ nghĩa Apartheid, rồi gia nhập phong trào Đại hội Dân tộc Phi ANC vào năm 1942. Năm 1949, ANC chính thức áp dụng các phương pháp của Liên đoàn Thanh niên gồm tẩy chay, đình công, bất hợp tác và bất phục tùng nhằm đạt được quyền công dân toàn diện. Tổ chức này phân phối lại đất đai, quyền công đoàn, giáo dục bắt buộc và miễn phí. Năm 1961, Mandela đạo diễn một cuộc đình công của công nhân toàn quốc trong 3 ngày. Ông đã bị bắt ngay sau đó vì đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc đình công và bị kết án 5 năm tù. Năm 1963, ông lại bị đưa ra xét xử. Lần này, ông và 10 thủ lĩnh ANC bị kết án tù chung thân vì các tội danh liên quan đến chính trị. Suốt 27 năm bị tù đày, Mandela bị giam trên đảo Durban tới 18 năm. Những năm này là khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời của Mandela. Tuy nhiên, bằng sự thông minh, tinh thần quyết chiến, Mandela đã đóng vai trò lãnh đạo bạn tù, trở thành ông chủ trong chính nhà tù của mình. 1982, Mandela và các thủ lĩnh ANC bị đưa tới nhà tù Bonsmore để tiện liên lạc với chính phủ Nam Phi. Năm 1985, Tổng thống P.W. Botha đề xuất thả tự do cho Mandela với điều kiện ông từ bỏ cuộc đấu tranh vũ trang. Tuy nhiên, người tù da đen thẳng thừng bác bỏ đề nghị này. Trong khi Mandela và các thủ lĩnh khác của ANC bị tù đày hoặc phải sống lưu vong, thanh niên da đen Nam Phi đã làm mọi cách để chống lại nhà cầm quyền da trắng thiểu số. Họ coi Mandela là một biểu tượng không khuất phục trong cuộc phản kháng của người da đen. Năm 1980, dưới sự lãnh đạo của ông Tambo, người từng chung văn phòng luật với Mandela và đang sống lưu vong, ANC đã phát động một chiến dịch quốc tế chống chế độ Apartheid và khéo léo hướng chiến dịch tới mục tiêu duy nhất, đòi thả ông Mandela. Chiến dịch lên tới đỉnh điểm năm 1988 tại sân vận động Wembley ở London của nước Anh, khi khoảng 72.000 người và hàng triệu người xem TV trên toàn thế giới đã cùng hô vang: "Hãy thả Nelson Mandela."
Phong trào có sức mạnh lớn đến mức các lãnh đạo thế giới đã siết chặt lệnh trừng phạt chính quyền Nam Phi. Áp lực trong nước và quốc tế ngày càng lớn và đã có kết quả. Ngày 11 tháng 2 năm 1990, Tổng thống Frederick William de Klerk đã ra lệnh thả Mandela, đồng thời tuyên bố bỏ lệnh cấm ANC, dỡ bỏ hạn chế đối với các nhóm chính trị và hủy hành quyết. Sau khi được thả tự do, ông Nelson Mandela ngay lập tức kêu gọi các cường quốc không giảm áp lực với chính phủ Nam Phi để đòi cải cách hiến pháp. Một mặt, ông tuyên bố cam kết hướng tới hòa bình, mặt khác, ông khẳng định rằng cuộc đấu tranh vũ trang của ANC sẽ tiếp tục cho đến khi nào người da đen chiếm đa số ở Nam Phi, được quyền bầu cử. Năm 1991, ông Mandela được bầu làm chủ tịch đảng ANC. Sau đó, Mandela tiếp tục đàm phán với Tổng thống de Klerk về cuộc bầu cử đa sắc tộc đầu tiên ở Nam Phi. Quá trình đàm phán thường xuyên căng thẳng và nhuốm màu bạo lực. Với cái tài của mình, Mandela đã phải cân bằng giữa một bên là áp lực chính trị và một bên là các cuộc đàm phán căng như dây đàn. Nhờ nỗ lực hủy bỏ chế độ apartheid, ông Mandela và Tổng thống de Klerk cùng được trao giải Nobel Hòa bình năm 1993. Nỗ lực của họ đã có kết quả khi ngày 27 tháng 4 năm 1994, Nam Phi tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên. Nelson Mandela đã nhậm chức tổng thống ngày 10 tháng 5 năm 1994. Qua đó, ông trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, trong khi ông de Klerk đảm nhiệm chức phó tổng thống. Việc Nelson Mandela trúng cử tổng thống có ý nghĩa gì? Các em có biết không nào? À đúng rồi, Cộng hòa Nam Phi bước sang thời kỳ phát triển mới. Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ ngay xà huyệt sau hơn 3 thế kỷ tồn tại. Và ở Pretoria hiện nay có một tượng đài về tự do và bình đẳng, và chủ nhân của bức tượng đó chính là cựu tổng thống Nelson Mandela. Và Nelson Mandela được xem là tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi. Ông nổi tiếng với câu nói: "Tôi đã chiến đấu chống lại sự thống trị của người da trắng, và tôi cũng chiến đấu chống lại sự thống trị của người da đen. Tôi trân trọng lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do, trong đó mọi người sống với nhau hòa thuận và bình đẳng. Đó là lý tưởng mà tôi luôn hy vọng để sống vì nó và đạt được nó. Nhưng nếu cần, tôi cũng sẵn sàng chết vì lý tưởng đó." Và với sự lãnh đạo của Nelson Mandela thì đất nước Nam Phi đã có những tiến triển nào trong sự phát triển kinh tế? Các bạn cùng với cô chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Nam Phi là một nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên như vàng, uranium, kim cương, khí tự nhiên, và chính quyền mới của Nam Phi đã tận dụng những ưu thế, thuận lợi đó để xây dựng đất nước. Và tháng 6 năm 1996 thì Nam Phi đã đưa ra chiến lược kinh tế vĩ mô với tên gọi tăng trưởng, việc làm và phân phối lại, nhằm phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện mức sống của người da đen, xóa bỏ chế độ apartheid về kinh tế. Và quan sát hình các em sẽ thấy thành phố Cape Town là một trong 100 thành phố đẹp nhất thế giới. Và bên cạnh đó thì các em sẽ thấy một số hình ảnh của đất nước Nam Phi như thành phố Johannesburg, thủ đô Pretoria, như cảng Elizabeth, công viên quốc gia Kruger. Và Nam Phi là nước có thu nhập đầu người thuộc loại trung bình trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn là đầu tàu kinh tế của châu Phi, với tổng sản phẩm quốc dân chiếm 25% GDP của cả châu lục. Nền kinh tế Nam Phi là nền kinh tế phát triển nhất và lớn nhất châu Phi, cùng với cơ sở hạ tầng hiện đại phổ biến trong cả nước. Cô và các em chúng ta sẽ theo dõi một đoạn phim ngắn nói về một cái thành phố Cape Town của Cộng hòa Nam Phi. Chúng ta cùng bắt đầu theo dõi. Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một thành phố xinh đẹp mà có lẽ còn xa lạ với rất nhiều người Việt Nam. Đó là thành phố Cape Town, một trong ba thủ đô của Nam Phi. Có một điều thú vị, Nam Phi là quốc gia duy nhất trên thế giới có ba thủ đô khác nhau. Mỗi thủ đô đại diện cho một nhánh chính quyền của đất nước. Pretoria, thủ đô hành pháp, là nơi ở của tổng thống và có trụ sở của chính phủ. Bloemfontein, thủ đô tư pháp, nơi có trụ sở tòa án tối cao. Trong khi đó, Cape Town, thủ đô lập pháp, là nơi có trụ sở quốc hội. Thành phố Cape Town là thủ phủ tỉnh Thai Cap, thuộc phía Tây của Nam Phi. Cape Town có diện tích là 2.461 km², là thành phố đông dân thứ hai của cả nước với khoảng 4,7 triệu người.
Về phía cạnh du lịch, Cape Town là thành phố hiếm có trên thế giới vì đây là trung tâm kinh tế của một quốc gia, có một phức hợp cảnh quan thiên nhiên độc đáo, bao gồm núi đồi, bình nguyên và biển. Bên các sườn đồi, nhiều vườn nho nói trải dài nhau, trông xa như những vạt mây vắt ngang qua đỉnh núi. Phong cảnh thành phố tuyệt đẹp, lung linh trong sương mù với dáng dấp của một đô thị châu Âu, pha trộn giữa sắc thái hiện đại và thiên nhiên hoang dã. Cape Town từ lâu đã được biết đến như một hải cảng đẹp nhất trên thế giới. Dường như thành phố tận cùng của lục địa đen này luôn nhận được sự ưu ái của tạo hóa và cả con người. Nếu như không có một vị trí địa lý đặc biệt, nơi hội ngộ giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, nơi giao thoa giữa dòng hải lưu nóng và lạnh, nếu không có những hành trình khám phá của các nhà thám hiểm lừng danh hay những giao thương hàng hải nhộn nhịp suốt nhiều thế kỷ, thì Cape Town có lẽ vẫn chỉ là một địa danh hẻo lánh như bao mảnh đất khác trên lục địa đen. Chỉ những điều đó cũng đã đủ biến Cape Town là thành phố đẹp nhất Nam Phi, nếu không muốn nói là hấp dẫn nhất châu Phi. Thực tế, Cape Town luôn nằm trong top 10 thành phố được yêu thích nhất trên thế giới của những người đam mê du lịch. Phi giờ đây đã trở thành một đất nước đa chủng tộc, các quyền con người được pháp luật bảo vệ, tự do ngôn luận đã gần như tuyệt đối. Đây là những thành tựu dân chủ có được nhờ sự đóng góp lớn lao của Nelson Mandela. Như vậy, qua tìm hiểu, các em thấy Nelson Mandela có vai trò như thế nào trong phong trào chống chế độ apartheid? Đúng rồi, ông là nhà hoạt động chính trị, là lãnh tụ của ANC, là người hùng của hòa bình. Ngoài ra, Nelson Mandela nổi tiếng với câu nói: "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để chúng ta thay đổi thế giới." Câu nói ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và tạo ra thay đổi không chỉ ở Nam Phi mà khắp châu lục. Rạng sáng ngày 6 tháng 12 năm 2013 theo giờ Việt Nam, ông đã chút hơi thở cuối cùng tại thành phố Johannesburg, hưởng thọ 95 tuổi. Ra đi, Nelson Mandela đã để lại một di sản khổng lồ và nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng người dân Nam Phi và bạn bè quốc tế. Ông đã có 67 năm đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp của hòa bình, nhân đạo, công bằng xã hội và hòa giải dân tộc. Đánh giá cao những cống hiến của ông, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 18 tháng 7 hàng năm là ngày sinh của ông, làm ngày quốc tế Mandela nhằm tập hợp tình đoàn kết của cộng đồng thế giới trong việc gìn giữ các giá trị của tự do và công lý mà Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã đấu tranh. Việt Nam và Cộng hòa Nam Phi vốn có quan hệ hữu nghị đặc biệt, được hình thành trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của mỗi nước và trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta. Nhân dân Cộng hòa Nam Phi luôn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, và trên đây là những chuyến viếng thăm ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Nam Phi. Cuối cùng là vần ghi bài của vần Cộng hòa Nam Phi. Các em nhìn vào like này để ghi bài vào tập cho đầy đủ. Và để hiểu rõ hơn bài học hôm nay, chúng ta cùng làm một số bài tập củng cố. Câu số 1: Đói nghèo, bệnh tật, nội chiến là đặc điểm của A. Châu Á, B. Châu Phi, C. Đông Nam Á, D. Châu Âu. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án chính xác nhất. Đáp án đúng chính là đáp án câu B. Và cô xin chúc mừng những em nào có đáp án B. Tiếp theo là câu số 2: Liên minh châu Phi viết tắt là A. EU, B. ASEAN, C. AU và D. SNG. Và đáp án chính xác của câu 2 là câu C. Xin chúc mừng những bạn có đáp án C. Câu 3: Hãy điền sự kiện và thời gian sao cho đúng trong bảng dưới đây. Cô có sự kiện Cộng hòa Ai Cập được thành lập và thời gian các em cần điền đó chính là ngày 18 tháng 6 năm 1953. Và cô có thời gian là năm 1960 và sự kiện các em cần điền vào đó chính là năm châu Phi. Cô có sự kiện Nelson Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên và các em hãy cho cô biết đó là thời gian nào. Đúng rồi, đó chính là tháng 5 năm 1994. Và thời gian là tháng 6 năm 1996, có sự kiện nào các em? Đó là chiến lược kinh tế vĩ mô được chính quyền mới ban hành ở Nam Phi. Và tiếp theo, cô có một bài tập vận dụng. Em hãy so sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc châu Phi với phong trào giải phóng dân tộc châu Á.
Đối với câu hỏi vận dụng này, các em sẽ hoàn thành câu hỏi vào trong tập của mình. Sau khi đi học trở lại, thì chính giáo viên giảng dạy trực tiếp ở trường sẽ kiểm tra lại quá trình làm bài của các em. Và để tuần tới tiết học được hiệu quả và tốt hơn, thì các em cần chuẩn bị cho cô những nội dung sau. Đầu tiên, các em trả lời các câu hỏi của bài số 6 trong sách giáo khoa trang 28 và 29. Và các em chuẩn bị trước bài 7 các nước Mỹ Latin. Các em mở sách giáo khoa lịch sử lớp 9 trang 29 và tìm hiểu trước các nội dung như sau. Một là những nét nổi bật của tình hình Mỹ Latin từ sau năm 1945. Hai là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba diễn ra như thế nào. Và ba là trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Fidel Castro, nhân dân Cuba với đảng, chính phủ và nhân dân ta. Và sau cùng thì cô chúc các em luôn có nhiều sức khỏe và chăm ngoan. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.